Xin chào mọi người nhé, đây cửa hàng em thì có bác về một cái lô máy này, này là lên một lô lên clip này, này một lô máy cưa xăng, cưa xích này, tay dài các bác về chuyên đi cắt củi, cắt cành, vành gỗ khá lớn nhá, tầm là 50-60-70, các bác cắt thoải mái luôn, đó, máy rất là đẹp luôn, cái dòng máy này cắt kiểu cắt gia đình và cái máy rất là khỏe, công suất là từ 34cc trở lên. Cái dòng đầu tiên em giới thiệu các bác rằng là một chiếc máy Tanaka Powermate này, PMS340, Made in Japan. Con này thì là 34cc, nòng 38 ly, 2 ống giữa lam nhá, rất là đẹp. Ngoài ra thì quả lam này dài là em đo ứng chừng một găng tay là 20 xăng, thì cái này tầm, cái này phải tầm đến 25 đến 30, và xài xích chung 325. Đó, 2 ống giữa lam vô cùng chắc chắn luôn này. Bô máy rất đẹp nhé, cái dòng Tanaka rất là dễ sử dụng. Đó, màu các bác nhìn qua rất óng ả luôn. Đấy, có trợ lực nhé, giật rất là nhạy nổ. Con này thì nòng nằm trên thì các bác đổ xăng, dưới khu vực dưới này thì các bác đổ nhớt lam nhé. Nhẹ nhàng thôi, trọng lượng tôi tầm khoảng là 4,5-5kg. Giá thì là 1.700.000 đồng. Ngày máy này thì nổ rất là bốc. Nó có giảm giật các thứ đầy đủ luôn. Đó, nhẹ nhàng, cứ dễ sử dụng. Có bơm xăng phụ nhá, nghe gió đầy đủ luôn cho các bác này. Nghe gió này, bơm xăng phụ này. Đó, 1.700.000. Đấy, em sẽ không kịp test nổ nữa rồi bởi vì khá là tối rồi. Em sẽ có video nhỏ nhá. Các bác nào thích máy nào thì em gửi video máy đó, hoặc là gọi điện video trực tiếp để test cho các bác xem. Đó. PMS340. Đấy, khi các bác mua hàng thì bên em sẽ tặng các bác đủ đồ nhá. Rũa cưa và tiếp mở buji, bảo hành các bác 6 tháng, bao ship cho các bác luôn. Về một chiếc máy tiếp theo dòng Echo. Con này là một chiếc máy Echo 3400, 34cc. Đấy, khá là khỏe. Công tắc trên tay này, các kia bên cái hãm này. Đấy. Nòng nằm. Bởi có nút xả áp trên này nhá, nút xả áp này, Echo Yama. Đấy, dòng Echo này. Nòng nằm 2 ống giữa lam này. Cái quả lam này rất là đẹp luôn. Và chiều dài lam của máy này là rơi vào khoảng 30. Đấy, xài là xài xích chung, xích chuột. Đấy, xài xích chuột này. Lam nước rất ngon. 2 ống giữa lam. Đó. Cái dòng này các bác nhìn qua nhá, Made in Japan này. Máy hơi mờ. Đó, Made in Japan này. Và số series nhá, các bác có thể chụp ảnh màn hình lại nhá. Đó, nút xả áp đầy đủ luôn. Đấy. Em chỉ nói lướt qua thôi, bác nào ưng chiếc máy nào thì hãy liên hệ em. Đấy, em sẽ gọi điện video để chat video trực tiếp cho các bác. Đấy, trời khá là tối rồi. 34cc. Máy thứ hai này là 2 triệu đồng thôi nhá, là 2 triệu đồng. Còn máy thứ ba này là cũng là Echo Curit. Đó, dòng này các bác cắt củi cắt cành thì thoải mái nhá. 32cc. 2 ốc giữ lam này. Và chiều dài lam này là lam dài 30. Xài là xài xích chuông. Xem nào. Xích chung 91. Nó cái dòng này các bác đi cắt cành cắt củi rất là ngon luôn, nó rất dễ sử dụng, bơm xăng phụ đầy đủ nhá. Dòng cưa chuyên cắt gia đình, 2.100.000 đồng, bao ship đủ đồ các bác nhá. Đấy, bảo hành 6 tháng. Cái dòng này thì cũng chẳng may mà có hỏng hóc hay là cần thay thế rất là nhiều đồ, bên cửa hàng em thì bao la luôn. 32cc. Đấy, nhìn màu miếc rất là đẹp, ống ả mượt mà. Đó, ok, con này thì 2.100.000 đồng. Đến một chiếc máy thứ ba dòng Singu SP320, 32cc, có chụp giật là có trợ lực nhé. Ngoài ra bên trên các bác có thể đọc các thông số của bên Nhật Bản này, ngày tháng này, năm sản xuất, hoặc là những cái thông số mà nhiều bác có thể là hiểu, nhưng em thì toán chữ Nhật nên không hiểu thì mấy. Đây, H cái này là 5/11/2021 đi, H5.11.21 đi. Đó, 2.300.000, dòng Singu 32cc, 2 ống giữa lam. Đó, Singu này. Chỗ này thì hơi bị cháy một chút. Đấy, hơi xém chút này, nhưng không sao, đây nó xả bô. Chỗ xả bô ra càng ra nhiều nhiệt thì máy càng dễ không bị nóng máy nhá. 32cc. Đấy, lam này thì lam dài 35-40 xăng. Xài xích mini, xích chuột. Đó. Nghe gió đầy đủ luôn, 32cc, có chụp giật, có trợ lực. Máy này thì 2.300.000 đồng. Đó.
ngoại hình của máy các bác nhìn qua nhá. Ứng chừng bác nào ưng máy nào gọi điện cho em thì em sẽ chat trao đổi giải đáp thắc mắc của mọi người. Cái chiếc máy thứ ba này cũng dòng Echo nhá. Echo Kirit con này là 35cc, nhẹ nhàng thôi, tầm khoảng 4 cân rưỡi thôi. Chuột giật có trợ lực này. Đó, máy móc các bác nhìn qua rất là thon gọn lườn, đường rất là thon gọn luôn. Đó, hai ốc giữ lam này. Lam của Hu nhá, cái dòng lam rất là đẳng cấp, rất là ngon. Đấy, xài thích chung. Đó. Bô máy sáng loáng luôn này. Đấy. Tay cầm nhá, có cái vân này không sợ bị ra mồ hôi bị trơn tay nhá, cầm rất chắc chắn 35cc. Đó. Cái nút bơm xăng phụ này sau video em sẽ lắp vào nhá. Đây em bị tuột mất. Đó, em sẽ lắp vào sau. Đấy, 2.200.000 đồng. Đây các bác đổ xăng trên này, đổ nhớt lam ở dưới. 3500, 4 số thế hệ mới luôn. Đó, máy rất là đẹp. Ok, đến một chiếc máy cuối cùng ngày hôm nay. Dòng Echo này 3000, con này 3000 4 số nhá, 30cc. Đấy, 30cc, Made in Japan này. Dòng này các bác đi cắt củi cắt cành nhá, nhiều bác nào mà hay làm quán ăn sáng này cần cắt những cành củi không quá lớn nhá. Thì rất là thuận tiện. Thứ nhất là ngoại hình đẹp, thứ hai là bền, vòng tua lớn, ăn ít nhiên liệu. Đấy, rất dễ sử dụng, nhạy nổ cao. Đấy, 2 triệu đồng cho các bác. Về quả lam này thì các bác làm dài 25. Hai ốc giữ lam này. Đấy, bô viếc rất là đẹp. Bên em thì luôn là kiểm tra hàng, luôn luôn là test máy thật ngon rồi mới gửi cho khách hàng nên các bác yên tâm. Nó 300, phải bơm xăng phụ nhé, bên trên mà lại kéo le này. Ok, con máy này là 2 triệu đồng. Em vừa giới thiệu chi tiết qua là 6 cây máy. Đó, 6 cây máy cưa. Bác nào có nhu cầu mua một chiếc máy nào đó cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0392 973 923 nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Các bác xem thì thấy hay vui lòng cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.